Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận trường hợp thứ hai tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay. Đó là trường hợp một thiếu nữ tử vong sau khi bị mèo nhà cắn mà không đi tiêm phòng bệnh dại. Qua đây, người dân cần lưu tâm để phòng bệnh dại ở vật nuôi, cũng như xử lý kịp thời khi không may bị chó mèo cắn. Theo CDC Đắk Lắk, ngày 25 tháng 5 vừa qua, em HNH, 16 tuổi, ngụ xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, ăn uống kém, sợ nước, sợ gió. Ngày 27 tháng 5, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa dùng Tây Nguyên điều trị và được chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Sau đó, bệnh nhân được người nhà xin chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Do tình trạng bệnh không cải thiện, người nhà xin đưa về và bệnh nhân tử vong sau đó. Theo người nhà bệnh nhân, vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, bệnh nhân bị mèo cắn ở tai nhưng không đi tiêm phòng bệnh dại. Hiện Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục giám sát bệnh dại tại khu vực bệnh nhân sinh sống.